Thân chào các em, hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập để chuẩn bị cho bài thi cuối học kỳ 1 sắp tới nhé. Về ôn thi, chúng ta sẽ có 5 bài, bài 1, bài 3, bài 5, bài 7 và bài số 11. Có một số lưu ý khi làm bài thi như sau. Thứ nhất, khi làm bài thi thì các em không được viết tắt, không tẩy xóa, không viết hai màu mực trong bài thi. Trình bày sạch đẹp, rõ ràng, các ý đều phải gạch đầu dòng. Thứ hai, cần đọc kỹ đề trước khi làm bài để tránh lạc đề hoặc bỏ sót ý. Như vậy thì sẽ rất là đáng tiếc. Về phần xử lý tình huống, phải liên hệ nội dung bài đã học vào giải thích để tăng tính thuyết phục cho bài làm của mình. Và thứ ba, làm bài xong thì các em phải tự kiểm tra bài kỹ lưỡng trước khi nộp để hoàn thành bài đầy đủ và đạt điểm cao. Về phần lý thuyết, câu hỏi thứ nhất, thế nào là sống giản dị? Biểu hiện của lối sống giản dị, ý nghĩa của việc sống giản dị. Sống giản dị là sống phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của bản thân, gia đình và xã hội. Biểu hiện không xa hoa lãng phí, không cầu kỳ kiểu cách, không chạy theo nhu cầu vật chất và hình thức bề ngoài. Về ý nghĩa, đây là phẩm chất đạo đức cần có của mỗi người chúng ta, được mọi người yêu mến, thông cảm và giúp đỡ. Câu hỏi số 2, tự trọng là gì? Biểu hiện của tính tự trọng và ý nghĩa của việc chúng ta biết sống tự trọng. Tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn phẩm cách, biết điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với các chuẩn mực của xã hội. Về biểu hiện, cư xử đàng hoàng, đúng mực, biết giữ lời hứa và luôn làm tròn nhiệm vụ. Ý nghĩa, giúp ta có nghị lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao phẩm giá, uy tín cá nhân, được sự quý trọng của mọi người. Vậy thì theo các em, vì sao mọi người cần phải có lòng tự trọng? Tìm cho cô hai câu ca dao hoặc là tục ngữ nói về tính tự trọng. Em cùng quan sát phần gợi ý trả lời của cô như sau. Chúng ta cần phải có lòng tự trọng bởi vì đây là phẩm chất đạo đức cao quý và cần thiết của mỗi con người. Việc sống có lòng tự trọng sẽ giúp con người chúng ta tránh được những việc làm xấu, có hại cho bản thân, gia đình và xã hội, góp phần nâng cao phẩm giá, uy tín cá nhân và nhận được sự quý trọng của mọi người xung quanh. Sau đây các em cùng quan sát một số câu ca dao tục ngữ. Chết vinh còn hơn sống nhục, chết đứng còn hơn sống quỳ, đói cho sạch, rách cho thơm. Câu hỏi số 3. Yêu thương con người là gì? Ý nghĩa, kể những việc làm thể hiện yêu thương con người, nêu hai câu ca dao hoặc là tục ngữ về chủ đề yêu thương con người. Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn, hoạn nạn. Về ý nghĩa, người có lòng yêu thương thì sẽ được mọi người quý mến, kính trọng. Cô có thể gợi ý một số việc làm như sau. Ủng hộ tiền cho đồng bào vùng lũ, thăm hỏi động viên khi bạn bị bệnh, giảng bài và cho bạn mượn tập để chép bài khi bạn bị bệnh. Về ca dao tục ngữ, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách. Câu hỏi số 4. Đoàn kết tương trợ là gì? Ý nghĩa của đoàn kết tương trợ. Đoàn kết tương trợ là sự thông cảm, chia sẻ, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Về ý nghĩa,
sống đoàn kết tương trợ giúp chúng ta dễ dàng hòa nhập, hợp tác với mọi người xung quanh, được mọi người yêu quý, tạo nên sức mạnh để vượt qua được khó khăn. Đây là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Câu hỏi số 5. Thế nào là tự tin, biểu hiện, ý nghĩa và cách rèn luyện? Tự tin là tin tưởng khả năng của bản thân, biểu hiện, chủ động trong công việc, dám tự quyết định một cách chắc chắn, không hoang mang, dao động, hành động cương quyết, dám nghĩ, dám làm. Ý nghĩa, tự tin giúp con người có thêm sức mạnh, nghị lực và sức sáng tạo, làm nên sự nghiệp lớn. Không tự tin, con người sẽ trở nên yếu đuối, nhỏ bé. Về cách rèn luyện, chúng ta phải chủ động, tự giác học tập và tham gia các hoạt động với tập thể. Cần khắc phục tính rụt rè, tự ti, dựa dẫm, ba phải. Về phần bài tập, các em sẽ xem lại bài tập sách giáo khoa của bài 1, bài 3, bài 5, bài 7 và bài số 11. Bài tập này thì cô cũng đã sửa lại ở trên lớp. Các em về xem kỹ lại để nhớ lại về cách làm nhé. Câu 1. Trong các biểu hiện sau đây, theo em, biểu hiện nào nói lên tính giản dị? Các em cùng quan sát trên màn hình. Bây giờ cô sẽ chiếu đáp án để các bạn có thể theo dõi và so sánh với đáp án của mình nhé. Em hãy cho biết trong các hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện tính tự trọng hoặc không tự trọng, vì sao? 1. Không làm được bài nhưng kiên quyết không quay cóp và không nhìn bài của bạn. Cô gợi ý câu trả lời như sau. 2. Dù khó khăn đến mấy, cũng cố gắng thực hiện bằng được lời hứa của mình. Sau đây là phần gợi ý của cô. 3. Chỉ những bài kiểm tra nào được điểm cao, Tâm mới đem khoe với bố mẹ, còn điểm kém thì giấu đi. Gợi ý của cô. 4. Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây, vì sao? Người tự tin là người biết tự giải quyết lấy công việc của mình. Sau đây là gợi ý của cô. 2. Người tự tin chỉ một mình quyết định công việc, không cần hỏi ý kiến của ai. Các em theo dõi phần gợi ý trả lời. 3. Người tự tin luôn cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối. Câu 4. Người tự tin không lệ thuộc, dựa dẫm vào người khác. Câu 5. Người tự tin dám tự quyết định và hành động. Câu 6. Tính rụt rè làm cho con người khó phát huy được khả năng của mình. Gợi ý của cô. Câu 7. Người tự tin không cần hợp tác với ai. Câu 8. Người có tính ba phải là người thiếu tự tin. Câu 9. Người tự tin luôn tự đánh giá cao bản thân mình. Tìm câu ca dao, tục ngữ hoặc là thơ nói về tinh thần đoàn kết tương trợ. Sau đó giải thích ý nghĩa các câu mà em mới tìm được. Sau đây là phần gợi ý của cô.
Chúc các em ôn tập và thi đạt kết quả cao.